Go. Anh chọn bắn nhịp luôn. Rồi có mông chờ người bà. Mông của các siêu mẫu. Mông. Quả mông. Quả này phải rút, rút điện thoại ra chứ. Giờ anh đồng lên rất là ba người mạnh nhất Việt Nam luôn. Đọc F2 đi. Cái này đây. Go. Nó để bóng ngang không phải bóng chéo. Đấu nhau đi. Ken không chịu được. Ken chịu được. Tệ chưa đánh đâu. Ken ngoài ăn đấy em ơi. Ken nó ép chết đấy. Kinh nhỉ, bóc quả sâu thật. Sâu Ken nó ép chết kìa. Rồi, cái này nhé. Đánh đi, đánh đi. Giữ ban kìa. Để ý phục trò Ken nhá. Ken kéo phục trò nó giữa. Kinh bóc quả tuệ sâu chưa. Rồi tốt. Lên đi. Thôi rồi, xuống. Chưa. Chưa đâu. Chụp vào đâu. Ok.